xong chưa? Kim tiêm. Bây giờ như thế này nhá, nhà mình nghe nào. Bây giờ là đây trò này là gọi là trò bắt cản thể đông. Đó là bây giờ mỗi đội thì là có một chiếc xô và đây là 15 chiếc cốc. Nhiều đội, đội nào mà ít thì tức là các đội bên không đủ 15 người thì có bao nhiêu chơi gần đấy. Thì các đội sẽ bố trí ra 2 hoặc 3 người ngồi ôm xô. Ôm xô làm sao để bị nước, còn đâu các thành viên còn lại sẽ mỗi người một chiếc cốc này chạy đi đến chỗ bể kia múc nước và đổ vào xô. Và khi mà trong thời gian quy định 15 phút, đội nào mà xô nước được nhiều nước hơn thì đội này thắng. Và phần thưởng thì hiện tại thì nãy trò kéo co là có đội thắng là phân rồi, nhưng mà về các đội kéo co tiếp tục chia làm hai đội vẫn là những như thế và phải có ai nhận phần quà. Không, một người một cốc thôi ạ, một người một cốc thôi, mỗi người một cốc. Hai cốc thì xỏ là người nhau vớt được lỗ. Nào các anh chị đâu tập trung đồng đến cho một em bao nhiêu người rồi, thưởng quá nhỉ, anh đến đi xem có đội chia hết ra. Đâu, đây ui xuống không được bao nhiêu đâu, trong thời gian 5 phút nhá. Ngồi chưa, ngồi chưa, từ từ đã, các đội chuẩn bị đứng xếp vào thành hai hàng cho em cái nào. Ba người ngồi bịt miệng luôn đi. Xếp thành hàng đã chị ơi. Alo, xếp hàng vào để đếm người nào, xếp hàng vào. Một đang dốc, tập hợp. Đội này bao nhiêu người đồng đếm anh ấy, thanh cho anh đội này cái. Đội này chưa 7 người. 7 người đúng không? 7. Nhà mình còn đúng một trò chơi cuối, tôi tập trung chơi với em cái đi. Nhanh nào. Hai chị là nhiệm vụ ở đây nhá. Bên này 8 người, bên này 7 người. Thêm nôi thêm một người nữa sao? Anh kia. Ôi giời các bác, thanh niên. Đâu, 8 người, những người nào? Bên này. Có đôi bác thanh niên ra chơi đi. Muốn chơi đã không phải đùa đâu. Chị ra chơi đi, chị đây, chị ơi, chị qua, chị cho tôi, chúng ta chơi, chúng ta không